Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Sẽ thế nào nếu Brazil có Ronaldo với Ronaldinho trên hàng công? Năm 2006, đương kim vô địch thế giới Brazil tạm dẹp yên sự chỉ trích từ quê nhà bằng trận đại thắng trước Nhật Bản, đồng thời kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. Song, điều quan trọng nhất đối với xứ sở Samba có lẽ là cú đúp của Ronaldo, giúp anh sang bằng kỷ lục 14 bàn qua các kỳ World Cup của Gerd Müller. Cùng xem lại trận đấu đáng nhớ này nhé! Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube và nhấn vào nút thông báo để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé! Ronaldinho và Ronaldo đều là những nghệ sĩ sân cỏ trứ danh của làng bóng đá thế giới. Họ là những con người mà khi nhắc đến, người ta thường hình dung ra hai cầu thủ có lối chơi bóng đậm chất kỹ thuật với những kỹ năng độc đáo và hầu như không có anti-fan. World Cup 2002 cùng với Rivaldo, bộ đôi này đã từng tạo thành bộ ba tấn công cực kỳ lợi hại và ăn ý, giúp tuyển Brazil đưa vũ điệu samba thăng hoa trên nóc nhà thế giới. World Cup 2006, Brazil bất ngờ thất bại dù trước đó được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch năm ấy. Thế nhưng dẫu sao thì bộ tứ huyền ảo Kaka, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano mà Brazil mang tới nước Đức đã thực sự gieo rắc nỗi sợ hãi lên hàng phòng ngự của tất cả các đội bóng tham dự World Cup năm đó. Chẳng ai muốn gặp họ cả bởi đơn giản đây là hàng công của những sát thủ khung thành thế giới. Và bây giờ mời các bạn cùng nhìn lại một trong những trận đấu khi Brazil đối đầu Nhật Bản ở vòng bảng World Cup 2006. Với hy vọng mong manh giành chiến thắng đầu tiên trước đối thủ Brazil, Nhật Bản đã triển khai phòng ngự với số đông, đồng thời cố gắng phản công mỗi khi có thời cơ tốt. Song ở bên kia chiến tuyến, đội bóng vàng xanh vẫn tỏ rõ sự vượt trội. Chỉ cần vài pha đang truyền đơn giản, những chiếc áo vàng nhanh chóng tiếp cận khu vực 16m50 của đối thủ. Tuy nhiên, tất cả những gì Brazil làm được trong nửa đầu hiệp đấu đầu tiên chỉ có thể. Trước hàng loạt những pha bóng dứt điểm của Kaka, Juninho, Robinho, lưới của tuyển Nhật Bản vẫn còn nguyên vẹn khi thủ thành Kawaguchi xuất sắc cản phá. Dù rằng đối diện với những chân sút siêu hạng như thế trong một trận cầu có lẽ là gánh nặng kinh khủng cho bất cứ thủ môn nào, chứ không riêng gì thủ thành người Nhật. Thế nhưng, bóng đá một lần nữa lại cho thấy sự bất ngờ của nó. Khi tấn công nhiều mà không ghi bàn thắng thì ắt phải trả giá. Phút 33, từ một đợt tấn công bên cánh trái, tiền vệ Alex tung đường truyền sắc lẹm để Keji Tamada băng vào sút căng tung lưới thủ thành Dida mở tỷ số cho Nhật Bản. Mở tỷ số trong một trận đấu đối đầu với Brazil có lẽ là phần thưởng cuối cùng của các chàng trai đến từ xứ sở Hoa Anh Đào tại World Cup 2006. Bởi sau đó họ chỉ còn chống đỡ và chống đỡ, gần như không thể đánh trả. Đây là lần thủng lưới đầu tiên của Brazil ở World Cup 2006 kể từ vòng loại. Chỉ đến lúc thế này, nhà đương kim vô địch thế giới mới quay trở lại bản năng sát thủ. Các pha bóng bổng trở nên nhanh hơn, độ chính xác cũng cao hơn. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it. Và Nhật chỉ cầm cự nổi đến phút cuối cùng trước giờ nghỉ giải lao. Đầu tiên là từ pha bật cao đánh đầu để san bằng tỷ số của Ronaldo ở phút 45. Từ pha lật cánh của Ronaldinho, bóng được truyền đến cho Cicinho. Cầu thủ này đã đánh đầu để lái bóng sang bên kia cho Ronaldo. Chốt chặn cuối cùng của Nhật Bản là Tissue Boy chỉ biết đứng nhìn Ronaldo ghi bàn. Trở lại sân chơi này, sau khi đã giành quả bóng vàng 205, Ronaldinho thi đấu có chút mờ nhạt khi không ghi được bàn thắng nào, dù anh là cái tên được kỳ vọng nhất ở bộ tứ huyền ảo tấn công. Tuy nhiên, đóng góp của ảo thuật gia sân cỏ cũng rất quan trọng khi tạo ra từng đường truyền cơ hội. Quan trọng nhất là khơi gợi cảm hứng ghi bàn cho người đồng đội Ronaldo mùa này. Và tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp thi đấu thứ nhất. Bước sang hiệp 2, Brazil tiếp tục dồn ép các cầu thủ Nhật Bản phải lui về nửa sân nhà. Và chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên, đội bóng đương kim vô địch thế giới đã ghi được thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Juninho và Gilberto Silva. Phút 53, Juninho phóng một quả tên lửa gần 30 m, quỹ đạo của trái bóng bay khó đến nỗi thủ thành Nhật Bản không thể phán đoán chính xác dù ở ngay trước mặt. Chỉ khoảng 7 phút sau, xuất phát từ tình huống phối hợp ở giữa sân, bóng được truyền cho hậu vệ trái Gilberto phá bẫy việt vị băng lên, xâm nhập cấm địa Nhật Bản. Thay vì tạt ngang cho đồng đội, cầu thủ này đã táo bạo sút sệt căng như kẻ chỉ, mang về bàn thắng thứ 3 cho các vũ công. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Never ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. Đến phút 81, Ronaldo hoàn tất cuộc lội ngược dòng cho Brazil bằng cú sửa bóng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Từ pha bật tường trung lộ, người ngoài hành tinh quay 180 độ sút bóng kỹ thuật vào khe giữa thủ môn với cột dọc, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng áo vàng xanh. Với cú đúp bàn thắng ghi được trong trận này, Ronaldo đã có tổng cộng 14 bàn thắng tại các kỳ World Cup, qua đó phá kỷ lục quốc gia của Pelé 12 bàn, vượt qua cựu ngôi sao bóng đá Pháp Just Fontaine 13 bàn, sang bằng kỷ lục thế giới của huyền thoại người Đức Gerd Müller 14 bàn. Xem lại pha ghi bàn này, người ta sẽ chẳng thấy gã béo lười nhác đâu cả, mà đó là một Ronaldo vua săn bàn tinh tế. Brazil đã không chút vướng bận nghiền nát đội bóng xứ sở Hoa Anh Đào với 4 bàn thắng, đồng thời kết thúc vòng bảng với số điểm tuyệt đối. Đây cũng là trận đấu hay duy nhất của Brazil ở World Cup 2006. Sở dĩ hay nhất bởi lẽ ở những trận đấu sau đó, khi thế trận đòi hỏi sự tỏa sáng thì Ronaldinho, Ronaldo và nhiều siêu sao khác lại mờ nhạt do thay đổi đột ngột của huấn luyện viên Barreira trong đội hình khi ấy. Công thức tấn công bộ tứ huyền ảo Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Adriano vốn đã trở thành quen thuộc thì bị hủy bỏ, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ lối chơi của Brazil. Đó cũng là điều đáng tiếc khi họ phải dừng lại ở tứ kết năm đó. Vừa rồi là khoảnh khắc điểm lại những diễn biến trong trận đối đầu giữa các vũ công Samba với những cầu thủ mang tinh thần võ sĩ đạo ở World Cup 2006. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!